Đây là trận solo đầu tiên anh em ạ. Bật trước từ thứ bảy do hôm trước phải hoãn. Là chọn map đi, chọn map này bắn cho nó ok đi. Xem chỉ số ở này này. Máy ép công to ghê. Mình xem của mình nữa. Ôi, nick của mình không nhấp sát thương rồi. Đâu có sát thương đâu ta nhỉ? Trọng thương, ừ, đúng không? Để xem kỹ năng nào. Ok chưa? Trận đầu tiên anh em ạ, cái này solo 1v1 hơi xui phết đó. Ok, bắt đầu trận đầu tiên. Thành cổ bay không bị bầu chết anh em ạ. Ôi chết, cái này quên không bay ra hai bên, nó bị kẹt ở giữa. Quên không bay sang bên kia nó luôn. Bay sang bên phải này. Qua ôm à, bảo này qua ôm luôn rồi. Bỏ tơn luôn. Hai phết rồi. Điện thoại bé tí anh em ạ, kéo nó thiếu lực. Đã hồi mầm xanh rồi. Nó nhanh ghê ta. Nó hồi cái nó đống máu luôn. Một chơi cũng phải mất một lúc anh em. Muốn chơi nó cũng phải mất mất một lúc. Ô nhiễm thế. Đứng ở đây là không sợ bị bâu mấy. Và mất tôi nó bâu chết đấy. Nhưng nó bâu lại, mình bâu lại cũng không không sợ. Khả năng phải bò xuống dưới không? Nhưng trên này khá là nguy hiểm. Để từ từ nữa. Mầm xanh nó hồi như nhị xỉ. Ô. Chẳng có điện bay sang đây không. Từ nhìn lại cái vị trí mình xem nó bâu được không. Nó khả năng phải xuống dưới nhỉ. Đứng ở đây bâu là nguy hiểm. Bây giờ xuống thôi. Qua nó hỏng ngay. Không sao, bình tĩnh. Cứ bình tĩnh mà bắn thôi. Đầy máu rồi. Mình bay sang bên này thôi.
Chạy bay bay thấp này em. Này nó cũng biết chơi. Nó hồi nhanh đầy máu vãi trưởng. Trước thì không người biết. Yên tâm. Miễn kháng hay cái gì ta? Nó qua mình phải bay đi anh em. Bay xuống này ra đây. Hơi yếu ta. Giờ không thoát đi. Clip kìa. Không sao. Không rớt xuống ta. Rít nào cho nó khỏe. Chưa chết anh em. Bắn cái nữa rồi bay qua. Tôi này ra mới chết à. Nó phải bay rồi.
định bâu luôn nhưng khả năng là vướng thì phải. Được, à được, thoải mái, vô chết rồi. Nó không cướp được tơn. Đủ mẹ. Với cái chiều này nó còn thần báo nữa thì chịu rồi. Nó ngồi đây mẹ nó bình luôn. Cái chiều này nó còn thần báo thì bó tay nó luôn. Đấy nó không thần báo là mình bâu chết nữa rồi. Đấy. Chuyện đầy máu à. Ok luôn, chơi lại luôn. Xác đại xác nhận giờ chiến đấu với bãi trường cái gì đấy. Thuần báo à? Chết không ta? Giết luôn. Không, không có đít nào ta. Ôi, bỏ mẹ luôn. Gì vậy ta? Ôi miễn kháng à, vẫn chết à, biết rồi tí chết miễn kháng với bãi chữa đẻo ghê ta. Nhưng mà không sao, chết là được. Ok, cảm ơn bạn này nha, khá là vất vả đúng không các bạn? Mình chơi sấm sét hay là mình cũng xanh chín sấm sét luôn. Ok, tại anh em nha. Mất hút rồi. Vất vả như này nó mới vui đúng không các bạn? Này tắt đâu ta?
Ở đây rồi.